mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một cái khu mà cũng gắn liền với con đường Nam Trần Khởi Nghĩa, con đường Công Lý này. Đó chính là khu Dinh Norodom, và kế bên Dinh Norodom thì có cái nhà thờ. Chúng ta hôm nay sẽ đi tham quan Dinh Norodom và nhà thờ Đức Bà trong cái dịp cuối năm này, để xem những hình ảnh ở đây như thế nào ha. Và phía bên phải chúng ta đó là khu viên của Dinh Độc Lập, cũng là Dinh Norodom ngày xưa. Ở đây chúng ta thấy có rất nhiều cây cối, rồi nơi nghỉ mát tham quan cho các du khách từ các nơi. Và đây là khu viên phía sau của Dinh Độc Lập này. Và Dinh Độc Lập này nằm tiếp giáp ở bốn con đường, đó là đường Nam Khởi Nghĩa, Quyền Trấn Công Chúa, rồi Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, Ô Nguyễn Du. Và chúng ta đang đi ở đây là đường Nam Cửa Khởi Nghĩa, mặt trước của Dinh Độc Lập. Và phía trước cái dinh thì có hai con đường cũng rất là ngắn, bên trái bên phải và ở giữa. Bên trái đó là đường Alexander Road, bên phải là đường Hàng Thuyên, và ở giữa là đại lộ Thống Nhất, cũng là đại lộ Lê Dũng ngày nay. Với hình ảnh của những chiếc xe tăng, rồi những cái đài phun nước, những chiếc máy bay, nơi làm việc của các tổng thống ngày xưa nè. Ở đây rất là mát, cây xanh bóng mát, rất là đã. Và ngày nay nơi này trở thành cái khu tham quan cho các du khách. Một vé vô thì có thể vài chục ngàn. Ngày xưa thì em vô khoảng 30 ngàn, lâu lắm rồi. Chắc ngày nay lên khoảng 5-70. Vô đó thì mình đi vòng vòng trong cái phòng làm việc của tổng thống, rồi đi xuống đường hầm. Ngày xưa thì ở đây em tìm hiểu và theo lời chia sẻ của các anh chị thì có một cái đường hầm đi đến nhà thờ Cha Tam luôn, ra Dinh Gia Long luôn, không biết phải vậy không ha. Nhưng mà ngày nay thì những cái đường hầm đó thì không có được công bố, nên thành ra không biết như thế nào. Và đây là con đường Alexander Road, một con đường rất là mát, rất là đẹp, với rất là nhiều cây xanh. Hôm nay một bữa đẹp trời, chúng ta đi dạo ở trung tâm này ha. Và thường ở đây rất là đông vào những dịp cuối tuần buổi sáng, nhưng mà bây giờ trưa rồi thì chắc thể là du khách rồi cũng đi về phòng, về khách sạn nghỉ ngơi hết rồi. Hình ảnh của Dinh Độc Lập này. Do bây giờ trưa rồi nên thành ra chúng ta thấy vắng vẻ hơn. Noel thì ở đây cũng không có trang trí gì nhiều ha. Hầu như không có trang trí luôn. Ở đây giống như là cung điện ở Hàn Quốc thì cũng có một cái cung điện Hanbok. Không phải Hanbok không ta? Một cái cung điện của nhà vua đó. Nhưng mà em quên tên nè. Ở Việt Nam thì cũng có một cung điện. Thì đây là được xem như là một cung điện. Và chúng ta nhìn bên kia đó là đường đại lộ Lê Duẩn nè.
trời bây giờ rất là nắng. Rồi chúng ta sẽ đi qua bên khu bên đường Hàng Thuyên, rồi mình đi một vòng đến nhà thờ Đức Bà để xem nhà thờ Đức Bà trong những ngày Noel, trong mùa Noel này có trang trí gì không ha, mặc dù đang sửa chữa. Hôm bữa thì chúng ta đi vẫn chưa có trang trí, nhưng mà hôm nay không biết trong quá trình sửa chữa thì có trang trí gì không. Ở đây thì các bác xích lô chuyên gia chở các du khách đi lòng vòng khám phá Sài Gòn. Bên đây là bên cánh trái của dinh. Ở đây là chỗ bán vé. Để các du khách mua bánh tráng trộn. Trứng cút, trứng gà. Nem té. Những đặc sản của miền Trung. Bên kia đó là đường Gia Long, Lý Tự Trọng. Rồi chúng ta sẽ đi qua bên đây đường Hàng Thuyên ha. Và đây có cái biệt thự rất là xưa, rất là cổ, rất nhiều biệt thự ở đây. Và ngày nay là cơ quan rồi, nhà hàng nữa, nhà hàng quán ngon. Chúng ta đợi bắn xe mình qua đường nha. Ở đây thì không có đèn xanh đèn đỏ. Đó, các xe chở các du khách đi đi về nè, những cái xe buýt nè. Và thẳng con đường Hàng Thuyên này chúng ta sẽ đi ra nhà thờ Đức Bà. Do đặc trưng ở Sài Gòn thì rất là nhiều âm thanh ồn ào, do xe máy rồi xe hơi rồi xe buýt, nên thành ra nếu mà em quay không mà không nói thì có lẽ anh chị và các bạn sẽ rất là ồn, và mình cũng không hiểu được cái hình ảnh của Sài Gòn ở con đường này là con đường gì và ngày hôm nay nó là cái gì. Đó. Mà cảnh đẹp thì có lẽ sẽ không bằng ở các nước khác.
nên thành ra một số lời chia sẻ đến các anh chị và các bạn để mình hiểu hơn về Sài Gòn ngày nay. Mặc dù không đẹp nhưng mà đâu đó vẫn là những hình ảnh mang đậm cái chất hoài niệm. Và đây là con đường Master. Con đường Master. Rồi chúng ta sẽ qua đường ha. Và đây đường Hàng Thuyền tiếp tục. Con đường rất là mát với rất nhiều quán cà phê ở cái đoạn này. Rất là nhiều du khách đi ở đây. Làm một con đi em. Thôi. À thôi à. Đó, phía trước chúng ta đó là nhà thờ Đức Bà rồi. Và ngày nay nhà thờ Đức Bà vẫn đang quá trình sửa chữa. Sẵn đây chúng ta cũng cập nhật đến tất cả các anh chị và các bạn ở xa. Nếu mà chúng ta có quan tâm đến nhà thờ Đức Bà thì mình cũng biết được hôm nay nhà thờ Đức Bà sửa chữa đến đâu rồi ha. Vẫn đang làm cái mái ngói và cái vách làm lại toàn diện, có lẽ đến năm sau mới xong. Chúng ta ra đây là công trường công xã Paris. Và bên đây là trường tiểu học Hòa Bình. Các ngôi trường đều xây theo hình chữ khẩu hết. Và ở đây là công trường công xã Paris nè. Và phía trước nhà thờ Đức Bà. Có rất nhiều du khách đến đây để tham quan, chụp hình một công trình rất xưa cổ ở Sài Gòn. Và mùa Noel này nhà thờ cũng không có trang trí gì, vẫn bình thường thôi, tại vì cũng đang sửa chữa. Khuôn viên của nhà thờ có rất nhiều du khách đến đây, mặc dù trưa nắng nên họ vẫn miệt mài chụp hình. Một trong những nơi mà không thể bỏ qua khi lần đầu chúng ta đến Sài Gòn, và cũng như các du khách khi đến tham quan Sài Gòn, và cũng như các anh chị và bạn ở phương xa khi mà đi về Sài Gòn.
và chúng ta cũng đều đến đây. Sẵn đây thì em cũng xin cầu nguyện Đức Mẹ đến các anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc. Mặc dù em là kẻ ngoại đạo nên thành ra những câu từ trong lời chúc cũng như lời cầu nguyện có gì đó nó hơi ngộ ngộ thì các cô chú anh chị cũng bỏ qua. Cốt ý vẫn là sự an lành đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rồi, các video clip ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn. Trưa nắng thấy anh chị lao công vất vả đi giữ gìn sự sạch sẽ của Sài Gòn. Phía bên đây đó là bưu điện trung tâm thành phố, một nơi không thể bỏ qua khi mà mình đến đây nha. Bên đây mình chụp hình.